Series máy tính Ankha xin chào. Một mùa tựu trường nữa sắp đến. Một trong những sản phẩm không thể thiếu đối với học sinh sinh viên đó chính là chiếc laptop. Trong video này thì chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn top 5 chiếc laptop với mức giá dưới 10 triệu đồng đáng mua nhất tại Ankha trong mùa hè này. Cùng nhau tham khảo nhé. Đầu tiên là chiếc laptop HP 14AM097TU. Vâng, giữ nguyên thiết kế truyền thống với góc cạnh bo tròn mềm mại, tông màu bạc sang trọng sẽ làm nổi bật lên nét trẻ trung và hiện đại của người dùng. Trọng lượng máy nhỏ gọn chỉ 1,94kg, dễ dàng mang theo bên mình. Máy hoạt động trên nền tảng chip Intel Core i3-6006U, thế hệ thứ 6 của Intel. Bộ nhớ RAM dung lượng 4GB, một màn hình 14 inch tiêu chuẩn HD. Card đồ họa Intel HD Graphics, ổ cứng HDD 500GB. Tuy máy không phải có cấu hình mạnh mẽ nhưng vẫn đủ để đáp ứng những nhu cầu công việc cơ bản của văn phòng, lướt web, xem phim. Điểm nổi bật của máy là được trang bị công nghệ TTS Stereo Sound với hai loa được tích hợp sẵn cho trải nghiệm âm thanh sống động và rõ ràng. Cùng với webcam TrueVision HD 1.0MP cho phép gọi video chất lượng tốt mà không cần phải tốn thêm nhiều chi phí để mua một chiếc webcam rời. Và sản phẩm này hiện đang được bán với giá là 8 triệu 490 ngàn đồng tại An Khang. Ứng cử viên tiếp theo trong dòng laptop học sinh sinh viên mùa hè này đó chính là Lenovo IdeaPad 110-15ESK-80UD00GAVN. Vâng, Lenovo IdeaPad 110-15ESK này sở hữu một cấu hình có phần trội hơn so với sản phẩm trước đó của CPU Intel i3 lõi kép 2.3GHz, thế hệ chip Skylake giúp tiết kiệm điện năng và có hiệu suất cao hơn. Cùng với đó là một RAM 8GB DDR4, tốc độ 2133MHz và ổ cứng 1TB. Đặc biệt hơn là bạn có thêm 2GB card rời AMD để bạn có thể thiết kế máy 3D hay chỉnh sửa video, hình ảnh. Cùng với thiết kế nhựa đen giản dị, các góc bo vuông cho cảm giác mạnh mẽ, thường thấy ở các dòng laptop phổ thông của Lenovo. Một màn hình rộng 15.6 inch có lẽ là sản phẩm phù hợp với những bạn sinh viên công nghệ thông tin, khối kỹ thuật, xây dựng. Một điểm nổi trội khác đó là viên pin 4 cell cho thời gian sử dụng lâu hơn, phù hợp với những người ưa di chuyển và máy hiện đang có giá bán là 8 triệu 550 ngàn đồng tại An Khang. Đứng thứ 3 đó là chiếc laptop Acer Aspire ES1-57232GZ. Vâng, sản phẩm này sẽ chiếm được cảm tình của các bạn nam với thiết kế vỏ nhôm chắc chắn. Màn hình lớn 15.6 inch với độ phân giải HD cùng công nghệ Confine View cho phép góc nhìn rộng hơn mà vẫn đảm bảo độ sáng, giúp cho việc giải trí như xem phim, chơi game trở nên thoải mái. Acer ASE5 sở hữu một cấu hình chip Core i3 Kaby Lake thế hệ mới nhất của Intel, dung nhịp 2.4GHz. Không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập và tác vụ văn phòng cơ bản, máy cũng cho phép bạn chơi được một số những tựa game cơ bản. Ngoài ra thì Acer còn nổi tiếng với thời lượng pin lên tới 4 cell cho thời gian sử dụng lên tới 7 tiếng đồng hồ. Hơn nữa thì Acer được trang bị công nghệ Wi-Fi chuẩn AC mới nhất hiện nay, mang đến tốc độ truy cập mạng gấp 3 lần so với chuẩn thông thường và giá bán là 8 triệu 890 ngàn đồng. Lựa chọn tiếp theo trong phân khúc laptop 9 triệu đồng đó chính là Dell Inspiron 14-3467M20NR1. Máy sở hữu một bộ vi xử lý Core i3 Skylake dung nhịp 2.0GHz, RAM 4GB DDR4 đa nhiệm tốc độ cao. Như vậy thì Dell Inspiron 3467 còn mạnh hơn cả những chiếc laptop được trang bị Core i5 đời đầu. Đặc biệt là ổ cứng 1TB dành cho những bạn có nhu cầu lưu trữ tài liệu cao như phim ảnh, phần mềm phục vụ cho công việc. Máy không được trang bị card rời, nhưng nếu bạn ít dùng các phần mềm kỹ thuật hay chơi game thì Intel HD Graphics 620 vẫn có thể đáp ứng được. Một màn hình LED 14 inch có chuẩn HD cho khả năng hiển thị hình ảnh dễ nhìn, độ sáng cao, công nghệ LED backlit, tiết kiệm điện kết hợp với công nghệ TrueLight độc quyền của Dell cho màu sắc tươi tắn. Bảo mật vân tay cũng là một đặc điểm nổi bật của sản phẩm. Hiện chiếc máy này đang được bán với giá 9 triệu 390 ngàn đồng. Chiếc laptop cuối cùng trong danh sách này đó chính là Asus X441 UAVX055D với giá là 9 triệu 990 ngàn đồng. Vâng, mạnh mẽ trong cấu hình, xanh điệu trong thiết kế, tiện lợi khi mang theo. Các mẫu laptop của Asus thường được đánh giá cao trong thiết kế. Và chiếc Asus X441 UA này cũng không phải là ngoại lệ. Chỉ nặng 1,75kg, vỏ máy được chế tác từ nhựa, cứng cáp và chịu va đập rất là tốt, cùng với vân sọc đen phía bên ngoài, kết hợp với màu hơi ngả vàng ở bên trong thân máy khá là đẹp mắt. Các cạnh được thiết kế bo tròn, vân trên lưng máy có cảm giác mịn tay khi chạm vào. Trang bị bộ vi xử lý Core i5 lõi kép Skylake, RAM 4GB, ổ cứng 500GB cho phép bạn thoải mái lưu trữ dữ liệu. Ngoài ra thì máy của bạn vẫn có vi xử lý đồ họa onboard Intel HD Graphics để bạn có thể chơi được một số những tựa game nhẹ như Liên Minh, Đột Kích hoặc sử dụng một số phần mềm đồ họa cơ bản. Một màn hình LED 14 inch kèm với chế độ Eye Care nhằm giảm thiểu lượng ánh sáng xanh, giúp bạn đọc thoải mái hơn đến 33%, đồng thời bảo vệ mắt tốt hơn.
Ổ đĩa CD, DVD và các cổng kết nối cơ bản đầy đủ để đáp ứng được nhu cầu học tập cũng như tác vụ văn phòng của bạn. Và trên đây là 5 gợi ý, 5 sản phẩm laptop dành cho học sinh sinh viên trong mùa hè này. Hy vọng rằng với video này có thể phần nào giúp bạn lựa chọn được một chiếc laptop phù hợp với bản thân. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng truy cập đường link phía bên dưới hoặc tới địa chỉ 210 Thái Hà để được tư vấn trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại!